Rồi với ai? Dĩa báo trước. Dĩa báo trước hả? Rồi sao nữa? Sao không có mắt không có miệng chứ hả? Con quái vật. Tôi nó sống bự chẹp bé luôn. Hả? Thôi bây giờ mới dễ mẹ đi. Mẹ hay dớm lắm á. Tôi dễ mẹ hay dớm lắm á. Con lấy cái này nè con boy. Cục này nè. Cho nó nhanh. Nè bôi cho. Rồi mày dễ mẹ đi. Mày dễ mẹ nắm tay mày đi. Rồi dễ mẹ đi. Dễ con người đi. Con muốn dễ động vật. Ừ dễ động vật cũng được. Dễ động vật dễ con gì? Dễ con sư tử. Rồi dễ đi. Con sư tử tệ quá đi. Cầm viết tay phải nha. Tay phải nha. Tay phải mày. Tay phải con đâu? Lộn tay rồi đổi tay kia kìa. Ồ. Mày dẻm hình mặt, cái mày dẻm mắt, dẻm mũi đây. Đúng rồi, hình mắt vô, chấm hai mắt vô. Mình vô, cái tay vô, cái tay đâu? Ờ, cái tay đâu? Rồi cái tay đâu? Cái gì vậy? Cái tóc, cái tóc đâu? Hai cái tay dài dài luôn. Tiêu rồi. Chiếc này về chắc tao quánh chết rồi. Chuẩn cái mâm kìa. Mâm cá heo nữa. Rồi chuẩn không ra nhờ sao? Ngước mặt lên coi. Ngước mặt lên mày coi cái mặt tao có dính không? Đâu cái mặt tao có dính không? Ngước lên mày coi đây. Mày gọi Kiến ơi, có dính được vào má nữa kìa. Tiêu rồi, Kiến này tiêu rồi. Tiêu cái tay rồi, tiêu cái tay, tiêu cái mặt luôn rồi. Cái phần dơ nè. Cái ghế này có bó tay không? Còn cái giường thì giờ sao? Cái này thì giờ sao? Hả? Cái này nè, cái này nè, nhìn cái này đi. Cái này chịu được không? Cái này nè. Giờ sao? Không chịu được thì nói sao? Hả? Cái đó là sao? Bó gì? Bó tay. Bó tay luôn hả? Ừ.